Dạ vâng, chào bà con. Hôm nay trong cái video này chia sẻ với bà con một số cái hình thức mà chúng ta cắt tỉa cành cho cái cây mít mà bà con cũng hỏi tương đối nhiều rằng là anh ơi cắt tỉa cành cây mít khi nào? Thì tôi cũng nói trong rất nhiều các clip rồi nhưng mà bà con chắc là cũng không xem hết hoặc là không xem sâu. Đơn giản bà con vẫn còn hỏi cũng rất nhiều nhưng mà thôi không sao. Cái người chia sẻ thì luôn luôn có thể là bất kỳ lúc nào, kể cả bà con nhắn tin đến Zalo hay Facebook hay là trên YouTube, tôi vẫn chia sẻ được bình thường không sao cả. Nếu mà bận thì chia sẻ muộn hơn tí, mà nếu mà rảnh thì tôi sẽ chia sẻ luôn cho bà con. Trước tiên là nói về cái thời điểm cắt tỉa cái cành tăm, cành đực cho cái cây mít. Thì nếu như mà bà con mà muốn cho cây mít của chúng ta nó ra quả đồng loạt, bà con nhé, ra quả đồng loạt, thì bà con hãy cắt tỉa vào cùng một thời điểm. Tức là bà con hãy dồn hết công sức vào con cắt tỉa vào trong một ngày là phải hết cái vườn của chúng ta. Còn thì bà con muốn ra quả đồng loạt vào tháng mấy thì bà con hãy xem những cái video trước của tôi là cách làm cho mít ra quả trái vụ. Đấy, cách làm cho mít ra quả trái vụ thì chúng ta phải nắm được cái thời điểm nào cây mít nó sẽ ra quả. Thì chúng ta cắt tỉa trước đó 1 tháng đến 2 tháng để cho cây mít là nó tập trung dưỡng chất để mà nó bật quả vào cái thời điểm đó. Đấy, đấy là bà con muốn cây mít của chúng ta nó ra quả đồng loạt. Ví dụ như là mít là chính vụ nó sẽ chín vào tầm tháng 4 thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng tháng 10 nó bắt đầu ra quả thì bà con phải cắt vào tầm tháng 9. Đấy chẳng hạn thế. Đây là tôi nói ví dụ thế nhá. Rồi thì đó là bà con muốn là cho ra đồng loạt. Còn thì đối với cái cây mít Thái ấy, thường thường bà con xử lý đồng loạt thì cũng tương đối vất. Bởi vì cây mít Thái này nó là ra quả 2 vụ của 1 năm. Có một số bà con bảo rằng là đang mang quả chúng ta không nên cắt tỉa cành. Thì đó là những cái quan điểm hết sức là sai lầm bà con nhé. Hết sức là sai lầm. Nếu như chúng ta chăm sóc tốt thì trên cái cây mít Thái ấy, lúc nào nó cũng có quả treo trên cây 4 mùa luôn. Còn thì nếu mà chúng ta chăm sóc mà không đủ lực cho nó thì 1 năm nó sẽ ra 2 vụ. Còn nếu chăm sóc kém nữa thì 1 năm sẽ ra 1 vụ. Thì cái thời điểm cắt tỉa cành cho cây mít thì là nếu như mà từ trước khi cây mít chưa đến tuổi ra quả, bà con đã cắt tỉa hết rồi thì về sau này cái cành đực là 1 này, cái cành tăm là 2 này thì nó sẽ ra rất chi là ít, nó sẽ không ra nhiều nữa. Đâm ra là bà con cứ bất kỳ lúc nào nhé, bất kỳ lúc nào bà con thấy cái cành tăm, thấy cành đực, bà con có thể cắt đi ngay lúc đó, không cần phải đợi đến cái mùa nào hay là ngày tháng năm nào bà con cắt cả. Bà con muốn đợi thời gian để mà bà con cắt đồng loạt thì để chỉ để xử lý cho mít nó ra quả đồng loạt thôi. Còn thì chúng ta mà cứ muốn lúc nào cũng có quả bán ấy, lúc nào cây mít của chúng ta nó cũng cho ra quả thì bà con cứ cắt tỉa bình thường. Phát hiện thì cây nào nó đực cái bà con cắt luôn. Bà con nhá. Như cây mít Thái ấy, thì nó có một cái thời điểm này nữa để cắt tỉa cành là rất thích hợp này. Là khi nào mà bà con thu hoạch hết quả trên cây đi thì lúc đó bắt đầu chúng ta hãy quay vào tỉa cành luôn. Đấy. Đó là một cái kinh nghiệm mà nó cũng đơn giản thôi để cho bà con nắm được là khi nào chúng ta thu hoạch hết sạch quả trên cây thì chúng ta hãy vào cắt tỉa cho nó một lượt. Đó là một lượt. Còn trước đó là bà con cứ ngắm có cái cành nào đực, cành nào cái hay là cái cành nào đực, cành nào tăm thì bà con cắt tỉa đi rồi. Nhưng mà đến lúc thu hoạch quả đồng loạt ấy, thu hoạch hết sạch quả trên cây rồi thì bà con cũng có thể xử lý là đi cắt tỉa cành đồng loạt cho cái cây của chúng ta để cho nó dồn lại dưỡng chất cho nó nuôi cây để cho nó chuẩn bị sang cái lớp quả vụ 2. Ấy thì đối với cây mít Thái là khi đang ra quả rồi và còn một số những cây mít Thái mà nó chưa ra quả thì bà con hãy cắt tỉa cành theo kiểu là khi cái cây mít Thái bên kia mà nó đang có quả ấy, mà nó hết quả bà con cắt tỉa cây mít đó thì bà con hãy sang cắt tỉa luôn cái cây mít ở phía bên này. Tuy chưa có quả nhưng bà con hãy cắt cùng cái thời điểm với cây mít đó. Thì hy vọng là cái đoạn này bà con hiểu. Cái khả năng thuyết trình của tôi nó hơi kém lắm, mà con trong đoạn này nó hơi khó hiểu một tí. Tức là cái cây mít bên kia đang mang quả thì khi hết quả bà con cắt tỉa cành luôn, thì nhân thời điểm đó bà con quay sang đây bà con cắt luôn những cái cây mà nó chưa có quả bao giờ thì bà con hãy tỉa luôn như vậy. Đấy thì là cái thời điểm cắt tỉa cành cho những cái cây mít mà nó chưa ra quả bao giờ thì là hãy cắt tỉa vào cái thời điểm mà khi cái cây mít có quả rồi nó thu hoạch hết. Đấy bà con nhé, đây này, điển hình những cái dòng mít này nè chưa ra quả này. Đấy, thế nhưng mà đợt này là cũng cắt tỉa đồng loạt theo cái mít Thái luôn. Đây. Đây. Điển hình những cây mít này này, chưa ra quả vụ nào. Chưa một vụ nào ra quả, thế nhưng mà đợt này là cắt tỉa mít Thái là cắt tỉa đồng loạt, là cắt tỉa sang nó luôn này. Đấy. Đó là những thời điểm mà chúng ta cắt tỉa cây mít chưa ra quả hoặc là những cây mít mới trồng. Còn thì nếu mà để dễ hơn nữa thì cứ lúc nào bà con phát hiện ra cái cành nào cành đực, cành nào cành tăm
bà con cứ cắt tỉa luôn, chả cần phải đợi đến cái thời gian nào. Chúng ta chỉ cần tránh cái trời mưa ra là được, đừng có cắt tỉa vào cái trời mưa là an tâm. Cứ trời nắng như này bà con cắt tỉa thoải mái, chả vấn đề gì cả. Những cái mầm nó ra ni ti này bà con vặt hết nó đi, những mầm ra ni ti ở những cái đầu cành này vặt hết nó đi. Đối với lại một số cây mít mà nó đang mang trái ấy, nếu mà nó mà quá nhiều cành tăm và nó quá nhiều cành đực, bà con cắt tỉa một lúc mà hết luôn thì cũng công nhận là cũng ảnh hưởng thật. Thế nhưng mà đó là đối với những bà con mà lười chăm sóc vườn thôi. Còn nếu bà con nào mà chăm sóc vườn mà tốt ấy, mà dành nhiều thời gian cho nó ấy, thì gần như là trên cái cây mít của bà con nó cũng không có quá nhiều cành tăm đâu. Không có quá nhiều cành tăm, không quá nhiều cành đực đâu. Bởi vì là chúng ta ở vườn suốt ngày mà, ra cành nào chúng ta cắt cành đấy, thì có mấy khi là nó có đâu mà chúng ta cắt sợ trột, đúng không? Để mà tránh quả trên cây mít mà không được cắt tỉa cành thì chả bao giờ cắt được cho cây mít thái siêu sớm mà. Có những cây mít thái siêu sớm mà nó phát triển tốt, lúc nào nó cũng có quả trên cây. Bà con mà tránh quả thì chả biết cắt vào lúc nào, bỏ. Lắng quá. Vừa nói chuyện vừa chúi gốc mít. Bà con hãy nhìn điển hình mà xem. Cái cây của gia đình có cái cành tăm hay là cái cành đực là đâu, có còn đâu. Cắt tỉa hết mà. Cứ ra cành nào cái là cắt tỉa cành đấy, cần phải đợi đến cái thời gian nào đâu mà. Cái cách đấy là cái cách mà đơn giản nhất. Đây, để mà tránh cái cây mít thái mà nó không có quả, để mà chúng ta có thể cắt tỉa cành thì biết cắt lúc nào được. Những cây mà nó phát triển tốt thì lúc nào nó chả có quả trên cây. Tránh quả mà không được cắt tỉa cành thì có mà chết. Nhiều bà con thực sự là có những cái quan điểm rất chi là khó hiểu luôn. Cái vấn đề bấm ngọn này bà con hãy chú ý nhé. Cứ cây cứ tầm nó khoảng 3m2 trở lên là bà con hãy bấm ngọn nó đi. Còn nếu mà khu vực nào mà nó mưa gió, đến mùa mưa mà nó hay có dông lốc lớn thì bà con hãy bấm ngọn nó tiếp theo 1-2 đợt nữa, tức là nó ra những cái mầm khác nó vươn cao hơn thì bà con lại bấm tiếp nhé. Đây là một cái kinh nghiệm mà của gia đình, thực sự là kinh nghiệm của gia đình muốn gửi tới bà con, bởi vì một số cái cây mít nó phát triển mạnh mà bấm ngọn đi rồi nó ra cành nhánh nó vẫn vươn cao lắm, gió nó vẫn quật gãy bình thường mà bị gãy mất mấy cây, đâm ra là cũng là một cái kinh nghiệm để chia sẻ với bà con. Nếu đã vặt ngọn đi rồi mà nó tiếp tục ra ngọn nữa cao hơn thì chúng ta lại phạt tiếp. Đấy, phải phạt tiếp mà đi, không thì nó gãy cả cành rồi, gãy cả cây rồi, lúc đấy là không xử lý được nữa đâu. Bỏ, gãy sâu quá là bỏ. Đợt này đang rất chi là đau đầu về vấn đề nước tưới cho cây mít. Cái nước nguồn nó kém quá, người ta không lấy về, đâm ra là thiếu nước, mưa thì không có. Nước nguồn thì không có. Người ta lấy về nhiều thì mình có thể máy thẳng vào máng này được, nhưng mà người ta có lấy về đâu, người ta không trổ về cho mình đâu, mình không có nước để mà tưới. Cho nên là cái vấn đề mà cấp nước cho cây mít tốt là rất quan trọng. Nếu như bà con nào mà chắc chắn là vấn đề nước tưới bà con không thể đáp ứng được trong các mùa thì bà con nên suy nghĩ lại trong cái việc chúng ta trồng sắc chăm sóc cây mít. Thôi xin phép bà con là thôi kết thúc video ở đây nhé. Cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại bà con và các bạn ở những clip sau.